Vì sao chuyến đi Trung Quốc của Tô Lâm sẽ lành ít dữ nhiều? Truyền thông quốc tế đã đồng loạt đưa tin Tô Lâm sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 18 đến 20 tháng 8. Theo nguồn tin quốc tế, trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, ông Tô Lâm sẽ gặp người đồng cấp Tập Cận Bình tại Bắc Kinh và hai ngày tiếp theo Tô Lâm sẽ cùng đoàn có các hoạt động giao lưu tiếp xúc với các thành viên ban lãnh đạo Trung Quốc. Đáng chú ý, hãng tin quốc tế cho biết nhiều quan chức Việt Nam và nước ngoài tiết lộ ông Tô Lâm có thể sẽ thôi chức chủ tịch nước khi quốc hội họp thường kỳ vào tháng 10 năm 2024. Theo một số nhận định, có thể phe thân Trung Quốc trong nội bộ của đảng không ủng hộ việc ông Tô Lâm ngồi ghế tổng bí thư kiêm chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa của Trung Quốc. Chưa hết, hiện tượng và thái độ khác thường của Trung Quốc trong thời gian gần đây đối với ông Tô Lâm cho thấy có thể ông không được lòng Bắc Kinh cho lắm. Cụ thể, mới đây một máy bay quân sự không người lái của Trung Quốc bật tín hiệu theo dõi đã bay gần bờ biển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm Bắc Kinh công khai các hoạt động như vậy ngay sau khi ông Tô Lâm lên nắm quyền. Vụ việc vừa kể trên diễn ra vài ngày khi Hà Nội tuyên bố sẽ tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên giữa lực lượng cảnh sát biển với Philippines. Trước đó, Việt Nam đã đệ trình yêu sách lên Liên Hợp Quốc về vấn đề mở rộng thêm lục địa ở Biển Đông. Đây là những quyết định cho là xuất phát từ sự chỉ đạo và ý chí của ông Tô Lâm. Trong khi có luồng dư luận cho rằng Tô Lâm chịu áp lực của thế trận nội công ngoại kích giữa các thế lực kình địch gồm phe Nghệ An và các tướng lĩnh quân đội vốn có chủ trương bắt tay và cầu cứu nước lạ. Điều này phù hợp với các thông tin trước đây cho rằng vào ngày 26 tháng 5, đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An do Chủ tịch Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung dẫn đầu đã bất ngờ đi chơi Quảng Châu chỉ với mục đích viếng liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Ngay sau đó, tàu hải cảnh Trung Quốc đã lập tức xuất hiện đe dọa chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Trước chuyến thăm của Tổng Tô Lâm sang Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đến Hà Nội để họp và bàn với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ông Phan Văn Giang liên quan đến việc Nhật Bản sẽ gia tăng hỗ trợ cho Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản loan báo chính phủ Nhật Bản sẽ tặng cho Việt Nam món quà nhỏ bé là hai xe vận tải quân sự. Đây là hành động ném đá dò đường của Bộ Quốc phòng Nhật Bản để chuyển giao những loại vũ khí tinh vi hơn trong tương lai. Đây là điều khiến Bắc Kinh cảnh giác vì một ngày không xa Nhật Bản có thể chuyển giao vũ khí sát thương cho Hà Nội. Có ý kiến cho rằng các thông tin kể trên gây bất lợi cho chuyến đi Bắc Kinh của ông Tô Lâm. Đó là lý do một số ý kiến cho biết chuyến đi Trung Quốc của ông Tô Lâm sẽ lành ít dữ nhiều. Trên mạng xã hội đã xuất hiện các ý kiến cho rằng ông Tô Lâm cũng hiểu rõ quốc sách tiếp khách của Trung Quốc là đầu tiên sẽ tìm cách đánh bả để tạo bệnh lạ cho các yếu nhân, sau đó mặc cả với phương châm theo thì được giải độc, nếu không theo thì cho đi luôn. Mà bài học của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang là một ví dụ mà nhiều người đã thấy. Ông Trần Đại Quang sau chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2017, khi trở về đã đột nhiên mắc bệnh lạ, sau đó qua đời vào tháng 9 năm 2018. Ông Quang được phát hiện nhiễm virus hiếm từ tháng 7 năm 2017 và phải đi Nhật chữa trị tới 6 lần nhưng không qua khỏi. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2018, hai ngày trước khi ông Quang qua đời, tại phủ chủ tịch, ông Quang đã tiếp chánh án Tòa Nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường. Theo đồn đoán, ông Chu Cường được cho là đã mặc cả với ông Quang vì yêu cầu nhân nhượng ở Biển Đông mà Bắc Kinh đã đặt vấn đề trước đó. Liên quan đến việc Tô Lâm lần nữa chuyển sang thăm Trung Quốc, có ý kiến cho rằng các lãnh đạo cấp cao như Trần Đại Quang hay Nguyễn Chí Vịnh vẫn bị Trung Quốc cho mắc bệnh lạ như trốn không người. Điều đó khiến nhiều người lo ngại về sự an toàn tính mạng của tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Vì sao chuyến đi Trung Quốc của Tô Lâm lành ít dữ nhiều. Cải cách thể chế, Tô Lâm sẽ chọn mô hình của Putin hay Tập Cận Bình? Sau khi trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, giới phân tích đánh giá ông Tô Lâm là một nguyên thủ quốc gia có thực quyền đầu tiên tại Việt Nam tính từ nửa thế kỷ trở lại đây. Phải chăng do cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã vận động và thực hiện thành công cuộc đảo chính mềm trong nội bộ của Đảng để trở thành một lãnh đạo có quyền lực tuyệt đối? Dù Tô Lâm từng là cánh tay đắc lực của Tổng Trọng trong một cuộc đốt lò, nhưng trong danh sách kế nhiệm của chức danh Tổng Bí thư lại không có tên Tô Lâm. Nguyên nhân vì nhãn quan chính trị của Tô Lâm khác hẳn với ông Trọng. Tô Lâm được đánh giá là một người thực dụng, mưu lược hơn người và không tin vào học thuyết cộng sản, thứ mà nhân loại đã vứt vào sọt rác của lịch sử. Sau khi trở thành Tổng Bí thư, nhiều ý kiến cho rằng Tô Lâm sẽ có các cuộc cải cách chính trị, thậm chí có thể phá bỏ mô hình cũ để thay đổi mô hình chính trị mang màu sắc riêng của Tô Lâm. Trong bài viết đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, ông Tô Lâm cho biết sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế
với mục đích đưa đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đồng thời cam kết quyết tâm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. Sau khi trở thành Tổng Bí thư, Tô Lâm đã nhận được lời chúc mừng từ nhiều quốc gia và đáng chú ý, ngày 8 tháng 8, Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin. Theo đó, ông Putin bày tỏ vui mừng, mong muốn đón tiếp ông Tô Lâm sang thăm Liên bang Nga. Từ sự kiện nêu trên có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm sẽ đưa Việt Nam đi theo mô hình độc tài của Tổng thống Nga Putin. Trong khi đó, các nguồn tin nội bộ cho biết ông Tô Lâm rất quan tâm đến mô hình nhất thể hóa của Trung Quốc, mô hình đã được ông Tập Cận Bình áp dụng từ năm 2013 cho đến nay. Tuy nhiên, khác với Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản độc chiếm vũ đài chính trị, ở Trung Quốc có đến 8 đảng khác nhau, được gọi là Đảng Phái Dân Chủ. Nhưng thực chất, các đảng phái này đều là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thống nhất suy tôn Đảng Cộng sản Trung Quốc là lực lượng lãnh đạo đất nước. Đồng thời, quyền lực độc đoán của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng được quy định trong hiến pháp của nước này. Giới quan sát cho rằng có lẽ ông Tô Lâm không mấy cảm tình với hai chữ dân chủ, dù chỉ là hình thức như đã thấy bấy lâu nay. Mô hình chính trị Trung Quốc dưới thời ông Tập là xây dựng quốc gia, pháp trị xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đất nước. Trong khi mô hình chính trị của nước Nga dưới sự cai trị của Tổng thống Putin trên chính nghĩa là nhà nước pháp quyền dân chủ trong hệ thống chính trị đa đảng. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Putin đã bóp nghẹt dân chủ và tiêu diệt đối lập. Do đó, chính trị Nga tùy thuộc vào tình hình an ninh quốc gia và cái ý chí của số đông người dân Nga trong các cuộc bầu cử. Công luận cũng tin rằng Tô Lâm sẽ không duy trì đức trị như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng làm, mà bước đầu sẽ xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản. Đồng thời, hệ thống an ninh sẽ kiểm soát chặt chẽ xã hội như nước Nga hiện nay. Đây là một vấn đề mà ông Tô Lâm đã nắm trong tay với một hệ thống công an được thiết lập hoàn chỉnh. Theo giới phân tích, nếu Tô Lâm muốn cải cách thể chế chính trị, muốn tháo gỡ vướng mắc do thể chế chính trị hiện nay gây ra, thì phải luật hóa hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, theo quy định của Hiến pháp, quyền lực tối cao của nhà nước thuộc về nhân dân, thì điều 4 của Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vi hiến. Như vậy, Tô Lâm chỉ cần loại bỏ điều 4 ra và luật hoạt động của Đảng, lập tức nhà nước Việt Nam với sự lãnh đạo của ông Tô Lâm sẽ đi theo mô hình của nước Nga hiện nay. Và thời gian thì vẫn còn dài. Chúng ta hãy cùng đợi xem. Vì sao Bộ Công an không xử lý tin đồn xấu về ông Bảy Phúc như đại gia Minh Soải? Những ngày gần đây trên mạng xã hội nhiều ý kiến cho rằng tin đồn Nhất Trụ Kình Thiên đang áp đảo dư luận. Theo đó, công chúng đều rất quan tâm đến thông tin ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân bị cáo buộc nhận quà của bà trùm Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát với số tiền lên tới 100 triệu đô la Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, các cáo buộc khác còn khẳng định ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị khởi tố vì tội nhận hối lộ. Bà Trần Thị Nguyệt Thu cũng can tội lũng đoạn thị trường chứng khoán, mà theo đó Bộ Công an đã có đầy đủ bằng chứng. Theo đó, hồ sơ điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, bà Thu đã lợi dụng quyền lực của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thu lợi đến 12.000 tỷ đồng, tức là tương đương gần 500 triệu đô la. Những điều việc kể trên chỉ là tin đồn, nhưng rõ ràng đã ảnh hưởng đến uy tín của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói riêng và của Đảng nói chung. Trước đây, ông Nguyễn Phúc từng tuyên bố với công luận rằng khẳng định là gia đình và vợ con ông không liên quan đến công ty Việt Á. Bản thân ông cũng chưa từng gặp Phan Quốc Việt, tổng giám đốc của Việt Á. Vấn đề là vì sao tin đồn liên quan đến một nhân vật từng giữ hai chức vụ trong tứ trụ lại không có thấy có sự bác bỏ cải chính từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông hay Bộ Công an? Trong khi cách đây chưa lâu, vào ngày 1 tháng 4, mạng xã hội cũng rộ lên tin đồn liên quan đến ông Dương Công Minh. Theo đó, Facebook Thắng Đặng đã đăng tin ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà trùm Trương Mỹ Lan và một số thông tin khác. Lập tức, truyền thông nhà nước được huy động vào cuộc và mở hết công suất để đập tan tin đồn, bảo vệ cho đại gia Dương Công Minh. Trung tướng Tuân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an khi đó, cũng lập tức lên tiếng bác bỏ tin đồn này, và Bộ Công an cũng ngay lập tức có biện pháp xử lý đối với một số người chia sẻ các thông tin bất lợi trên. Công luận đặt câu hỏi là tại sao, vì lý do gì chính quyền Việt Nam và Bộ Công an đã để xảy ra tình trạng nhất bên trọng, nhất bên khinh như vậy? Tại sao ông Phúc, một lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước, lại không được bảo vệ như đại gia Dương Công Minh? Nếu so sánh về sự lắm của nhiều tiền giữa đại gia Dương Công Minh và ông Bảy Phúc thì chưa hẳn ai giàu hơn ai. Nhất là có những tin đồn nói cho rằng
gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc sở hữu khối tài sản có thể lên đến cả hàng trăm ngàn tỷ đồng. Các cáo buộc cho rằng gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc là trùm cuối của đại án Việt Á, là chủ sở hữu của 80% cổ phần còn lại của tập đoàn do Phan Quốc Việt, một đồng hương Quảng Nam làm chủ, là câu hỏi mà công luận mong muốn ông Tô Lâm có câu trả lời cụ thể. Tân Tổng Bí thư sẽ khẳng định sẽ tiếp tục chống tham nhũng không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Do đó, ông Tô Lâm chắc chắn sẽ quyết liệt thực hiện điều tra để đáp ứng mong muốn của công luận. Mặt khác, việc trả lời câu hỏi trùm cuối của đại án Việt Á, kẻ sở hữu 80% cổ phần Việt Á, sẽ giúp cho Tô Lâm lấy được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Theo công luận, khó khăn mà ông Tô Lâm phải vượt qua đó là đã khui thì phải khui cả các nhân vật lãnh đạo cao cấp như Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, kể cả vụ bê bối Sipucha để khẳng định quyết tâm có chết cũng không thoát tội. Tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nếu giải quyết xong những vụ việc kể trên, tên tuổi của ông chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Bộ Công an không xử lý tin đồn xấu về ông Bảy Phúc như đại gia Minh Soải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.